Tiếp tục có việc anh chị. Căn nhà lầu này, căn này quý chị nhá, căn này này, 2 tỷ 2. Anh chị thấy mê không? Rất mê luôn, có sân thượng anh chị nhá. Đó, một căn nhà như thế này mà chỉ có 2 tỷ 2 thôi. Mà chỗ đây là phường An Phú luôn, phường An Phú, thành phố Thuận An anh chị nhá. Phường An Phú đó anh chị, em vẫn phải nhấn mạnh cho anh chị biết. Đây, 2 tỷ 2 căn nhà này. Đấy, 3 phòng ngủ, phòng thờ riêng luôn, có sân thượng luôn. Rất đẹp luôn quý anh chị ơi. Một căn nhà sổ hồng riêng, nhà lầu mà ngày hôm nay em Hải sẽ tiếp tục ghi hình để anh chị tham khảo. Ngang 4 mét rưỡi anh chị nhá. Bề ngang là 4 mét rưỡi quý chị. À, đây là một căn nhà giá rẻ, 2 tỷ 2 thì anh chị biết rồi. Giá là giá chào, thương lượng ha. Mua bán là dưới giá này chắc luôn. Mà anh chị nghĩ sao căn nhà vậy mà chỉ có 2 tỷ 2 thôi. Đấy. Mà vẫn phải lưu ý lại là đây là phường An Phú anh chị ơi. Quá trời đẹp luôn anh chị ha. Anh chị nào đang cần tìm một căn nhà tại phường An Phú, một căn nhà gần với khu công nghiệp V-Ship 1, một căn nhà gần với vòng xoay An Phú, gần với ngã 6 An Phú, gần với trung tâm của thành phố Thuận An. Đấy. Mà mức giá thì phải nói với anh chị mình là siêu siêu rẻ chứ không phải rẻ đúng không ạ? Với căn nhà lầu này mà 2 tỷ 2 thì phải nói là siêu rẻ. Mà nhà thì sổ hồng riêng, hỗ trợ ngân hàng thoải mái luôn. Tại vì trước giờ em Hải review trên kênh YouTube Hoàng Hải Bất Động Sản thì anh chị biết rồi ha, sổ hồng riêng, không review sổ chung. Đó. Mua là đi công chứng, mua là sang tên, mua là hỗ trợ ngân hàng. Lãi suất ngân hàng bây giờ anh chị biết không? 6% một năm thôi ha. Đấy, quá trời rẻ luôn quý chị ơi, chưa có cái thời điểm nào mà nhà rẻ mà lãi suất ngân hàng cũng rẻ theo luôn, thiệt luôn á, quá trời rẻ luôn. Đấy, thì cái vị trí mà nãy giờ sơ lược anh chị biết rồi, phường An Phú thì quá ok rồi ha. Một cái vị trí mà gần vòng xoay An Phú, gần ngã 6 An Phú, gần với khu công nghiệp V-Ship 1, đó là một trong những cái khu công nghiệp mà phải nói là bậc nhất, nổi tiếng nhất và quá tuyệt vời, quy mô to ha, lớn đấy, quy hoạch chuẩn. Đấy. Rất đẹp luôn quý chị ơi. Đường này đường bê tông, đường ô tô tới nhà thoải mái luôn cho anh chị mình ha. Đường này là ô tô thoải nhà thoải mái anh chị nhá. Tính từ mép nhà này qua mép nhà này là 5 mét quý anh chị nhá. 5 mét nhá. Tính từ hai mép nhà là đường nhà mình 5 mét đó. À, nhà mình hướng đông nam dành cho anh chị đông tứ trạch, còn anh chị nào mà tây tứ trạch mà quan trọng hướng thì không hợp ha. Chỉ anh chị nào đông tứ trạch thì hợp nhá. Đông nam là một trong những cái hướng mà được chuộng nhất trong bất động sản. Ngoài ra nếu anh chị nào không quan trọng về vấn đề hướng thì phù hợp hết quý anh chị ha. Đấy. À, mua ở, mua đầu tư, mua cho thuê, mua làm gì cũng được, mua tích lũy tài sản cũng được quý chị ơi. Tại vì đây là thời điểm rồi ha, thời điểm để mình sở hữu bất động sản giá rẻ rồi, mà lãi suất ngân hàng tốt rồi. Đấy. Nhà ngang 4 mét rưỡi thì anh chị cũng biết rồi, đẹp. Mà căn này có sân thượng 2 tỷ 2 mà tìm một căn nhà có sân thượng thì đúng là không có, chính xác với anh chị ha. Căn này nếu mà nói đúng á, tại vì nó là một trệt hai lầu ha. Mà nếu anh chị mình gọi là một trệt một lầu một tum thì cũng khá là đúng, mà hai lầu cũng đúng anh chị ạ. Tại vì ở phía trên á, nó cũng có phòng ngủ và có sân thượng luôn đó anh chị nha. Đấy. À, anh chị nhớ đăng ký kênh để xem nhiều video hơn. Anh chị đi xem căn nhà này của em Hải thì vui lòng gọi giúp em trước 20-30 phút là đẹp nhất. Còn nếu không mà anh chị mình vô tình mà anh chị gọi trước em tầm 5-10 phút vẫn được anh chị nhá. Nhưng mà để tuyệt vời nhất thì anh chị vui lòng gọi trước cho em 20-30 phút để em sắp xếp thời gian để em đón anh chị, em dẫn anh chị, em hỗ trợ anh chị mình đi xem ha. Đấy. Như thế này anh chị, nhà phía trước thì sẽ có sân xe máy ha, sân xe máy anh chị nhá. Ngang 4 mét rưỡi quý chị ha. Bên đây có nhà ăn và có phòng khách và nhà ăn bên trong đó. Đấy, nhà này là nhà đã qua sử dụng anh chị nhá. Nhà mới thì phải báo mới mà nhà cũ thì phải báo cũ ha. Nhà qua sử dụng anh chị nhá. Người ta làm mới lại anh chị nhá. Có nghĩa là người ta đã sơn sửa lại quý chị, dán lại gạch cho nó sạch sẽ, cho nó đẹp rồi quý chị ha. Có nghĩa là về anh chị mình ở thôi chứ chả phải làm gì nữa, tại vì người ta đã làm mới lại rồi. Đấy. Anh chị ơi, để dễ hình dung này, anh chị tìm giúp em chợ Phú An. Nếu mà đi từ dưới vòng xoay An Phú lên á, là gặp căn nhà trước rồi mới tới chợ Phú An ha. Còn nếu không thì gần chợ Đông Đô hơn, gần chợ Đông Đô ha. Anh chị tìm cho em chợ Đông Đô, chợ Đông Đô là gần căn nhà này nhất ha. 500m anh chị nhá. Tất cả các cái vị trí em Hải báo á, là đúng hết quý anh chị nhá, chứ không có sai nhá. Ai ở đâu báo như thế nào em không biết, nhưng mà riêng kênh của em Hải á, nếu anh chị nào mà xem nhiều hoặc xem video xong đi xem thực tế là đúng như vậy quý anh chị ha. Nhà này cách chợ Đông Đô đúng 500m. À, gần với các trục đường như đường Liên Huyện này, đường Nguyễn Thị Tươi này, đường Phan Đình Giót này đó, ba cái đường đó quý chị ha, cũng chỉ loanh quanh từ 300 đến 500 mét, loanh quanh quý chị nhá, 300 đến 500 mét bếp mình đây quý chị đó. Còn anh chị tìm cho em chợ Đông Đô hoặc chợ Phú An thì căn nhà mình nằm giữa hai cái chợ đó, bao giữa hai cái chợ luôn quý chị ha. Rồi anh chị mình xuống vòng xoay An Phú, ngã 6 An Phú, khu công nghiệp V-Ship 1, đúng 2 km anh chị nhá, đúng 2 km là không lệch anh chị nhá. À, em Hải báo là nó phải đúng quý chị nha. Anh chị có thể đi trục đường DT743 cũng được, mà trục đường liên huyện đều được ha. Hai trục đường đó song song để kết nối với căn nhà này. Đấy. À, em Hải có rất là nhiều nhà đất tại thành phố Di An và Thuận An là hai khu vực chính mà rất là nhiều nhà đất anh chị nha. Ngoài ra em có thêm khu vực thành phố Biên Hòa, thành phố Thủ Đức, rồi là khu vực thành phố Tân Uyên quý chị nha. Đó. Thì em chuyên môi giới dịch vụ ở những cái khu vực đó. Anh chị nào đang có nhu cầu thì mình cứ vào việc thôi. Đấy. Còn giá thì anh chị yên tâm, giá chính chủ, làm việc chính chủ, làm việc chính chủ, gặp trực tiếp chủ, sổ thì sổ riêng, không làm sổ chung. Đấy, có hỗ trợ ngân hàng, lãi suất 6%. Đó, là bên em hỗ trợ hết cho anh chị mình những cái tuyệt vời nhất.
không phải mua bảo hiểm luôn, em xử lý cho anh chị mình không phải mua bảo hiểm, lãi suất là chỉ có 6% thôi. Đấy, quá trời rẻ luôn quý anh chị ơi. 6% một năm anh chị nhá. 6% một năm á. Rồi. Ở lầu 1 này mang tới anh chị mình phòng thờ và hai phòng ngủ anh chị. Phòng thờ ở phía trước và có ban công luôn đó, đó phía trước đó. Rồi quay phía trước này trước đi ha. Đây. Cái phòng ngủ ở phía trên lầu đây. Đó, quay nó phải thực tế rồi. Thay vì mất thời gian đi xem thì cứ xem video em Hải trước ha. Phù hợp thì mới đi xem, đỡ mất công mất thời gian. Trời bây giờ thì nắng, đúng không ạ? Thời gian thì ai cũng cũng bận. Đấy. Không có ai mà rảnh, đúng không anh chị? Nên là mình cứ xem video trước đi. Phù hợp thì đi xem. Đây phòng thờ này anh chị. Phù hợp thì đi xem anh chị nhá, đỡ mất thời gian anh chị nhá. Em biết thời gian của anh chị là quý lắm, đúng không ạ? Bây giờ thời buổi bây giờ ai cũng bận, không có ai rảnh đâu. Nên là mình cần phải xem video trước, video là thực tế nhất rồi. Đây, xu thế bây giờ là video mà. Đây, phía trước có cái ban công nhỏ nhỏ quý vị. Xíu nữa lên trên sân thượng á, em quay khu vực xung quanh hàng xóm cho anh chị mình xem. Rồi. Cái điểm chung của căn nhà này tất cả thì đều được dán gạch nha quý vị, thấy không? Đấy. Gia chủ ở đây là dán gạch cho mình sạch sẽ luôn rồi ha. Đây, về mình ở mình dễ vệ sinh lau chùi ha. Đó, kể cả trong các cái phòng ngủ cũng đều có hết anh chị nhá. Đây, có hết rồi quý vị thấy chưa? Người ta dán gạch hết cho mình rồi. Đấy. Về chỉ việc ở thôi anh chị ơi. 2 tỷ 2 thương lượng. Thương lượng anh chị nhá, đã rẻ là còn thương lượng nhá. Anh chị đi tìm nhà mà 2 tỷ 2 mà gần vòng xoay An Phú, ngã 6 An Phú, nhà vệ sinh đây. Ngã 6 An Phú mà thuộc phường An Phú, thành phố Thuận An mà anh chị thấy căn nhà nào mà 2 tỷ 2 thương lượng không? Mà sổ riêng không? Căn này 42 mét anh chị nhá. Mà căn này là 2 lầu á, nếu nói đúng 2 lầu sân thượng á ha, có sân thượng mà. Đây bây giờ lên trên này. À, tổng là 42 mét anh chị nhá. Là có 30 mét thổ cư, sổ hồng riêng, ngang 4 mét rưỡi và chiều dài là 9 mét rưỡi ha. Nhà hướng đông nam như em báo nha. À, thì đây là một căn nhà nhỏ nhỏ mà giá rẻ quý vị ơi. Căn này vậy là rẻ rồi, tại vì cái công năng nó quá quê rồi ha. 3 phòng ngủ, phòng thờ, rồi sân thượng. Đấy, phòng khách, nhà ăn, đường ô tô, sổ hồng riêng. Đây, phòng ngủ số 3 đây. Phòng ngủ này ở trên lầu 2 nhá. Ở nhà này phải gọi đúng là lầu 2, 2 lầu ấy quý vị ha. Đấy. Chỗ này đây. À, quá ok luôn quý vị ơi. Sân thượng phía trước cho anh chị mình để anh chị xem. Đó. Căn nhà giá rẻ mà có sân thượng, đúng không ạ? Sân thượng nhà nào cũng có sân thượng thì cũng nhiều, nhưng mà để mà 2 tỷ 2 mà có sân thượng thì không có. Quý chị ạ. 2 tỷ 2 mà có sân thượng là không có đâu, không có, đúng là không có thật. Đây, thấy chưa? Mê chưa? Anh chị nào mê thì đi xem sớm ha, được thì mua, không được thì tham khảo cho biết. Còn những căn nhà mà giá rẻ mà công năng đa dạng như thế này thì kiểu gì cũng bán sớm ha. Đấy. Mấy cái video em Hải quay phim lên là kiểu gì em cũng bán sớm thôi. Đấy. Rồi, anh chị nào thấy phù hợp thì đi xem ha. Còn nếu chưa phù hợp thì tiếp tục đón xem những video mới của em Hải. Còn nhà này thì em báo cho anh chị mình là quá trời rẻ rồi ha. Đó. Đường thì đường ô tô. Rồi, xin chào anh chị.